Bấy giờ ở trong miệng của Như Lai liền phóng ra đại quang minh, tên là vô ngại vô úy, có 100.000 ức A Tăng Kỳ quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu khắp 10 phương, tận hư không khắp pháp giới, tất cả thế giới, nhiễu bên phải 10 vòng, hiển hiện đủ thứ tự tại của Như Lai, khai ngộ vô lượng các chúng Bồ Tát, chấn động tất cả 10 phương thế giới, diệt trừ tất cả các khổ đường ác, chiếu sáng tất cả các cung điện ma, hiển bày tất cả chư Phật Như Lai ngồi dưới tòa Bồ Đề thành đẳng chánh giác, cùng với tất cả chúng hội đạo tràng, làm những việc đó rồi, đến nhiễu bên phải chúng hội Bồ Tát, rồi nhập vào miệng Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Quang minh đó nhập vào rồi thân và tòa sư tử của Bồ Tát Phổ Hiền hơn lúc bình thường gấp 100 lần so với thân và tòa của các Bồ Tát khác, chỉ trừ tòa sư tử của Như Lai. Bấy giờ Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức, hỏi Đại Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Phật tử, Đức Phật thị hiện thần biến rộng lớn khiến cho các Bồ Tát đều sinh hoan hỉ không thể nghĩ bàn, thế gian không thể biết được, đó là tướng tốt lành gì? Đại Bồ Tát Phổ Hiền nói: Phật tử, thuở xưa tôi đã từng thấy các Như Lai ứng chánh đẳng giác thị hiện thần biến rộng lớn như vậy, liền nói pháp môn Như Lai xuất hiện, như chỗ tôi nghĩ thì nay hiện tướng này, sẽ nói pháp đó. Khi nói lời đó thì tất cả mặt đất thảy đều chấn động, sinh ra vô lượng quang minh hỏi pháp. Bấy giờ Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức, hỏi Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát làm sao biết pháp của tất cả chư Phật Như Lai xuất hiện? Xin Ngài hãy vì tôi nói. Phật tử, vô lượng 100.000 ức Na Do Tha chúng hội Bồ Tát này, thuở xưa đều đã tu tịnh nghiệp, niệm huệ thành tựu đến nơi bờ rốt giáo đại tra nghiêm, đầy đủ tất cả hạnh oai nghi của Phật, chánh niệm chư Phật chưa từng quên mất, đại bi quán sát tất cả chúng sinh, quyết định biết rõ cảnh giới thần thông của các đại Bồ Tát, đã được thần lực của chư Phật gia trì, thọ được diệu pháp của tất cả Như Lai, đầy đủ vô lượng công đức như vậy, đều đến tụ tập. Phật tử, Ngài đã từng ở tại vô lượng 100.000 ức Na Do Tha chỗ Đức Phật, thừa sự cúng dường thành tựu diệu hạnh tối thượng của Bồ Tát, nơi môn tam muội đều đắc được tự tại, nhập vào nơi bí mật của tất cả chư Phật, biết các Phật pháp, dứt các nghi hoặc, nhờ thần lực của các Như Lai gia trì mà biết được căn tánh của chúng sinh, tùy theo sở thích của họ để vì họ nói pháp giải thoát chân thật, tùy thuận trí của Phật diễn nói Phật pháp, đến bờ bên kia có vô lượng công đức như vậy. Lành thay Phật tử, xin nói pháp Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện, thân tướng tiếng nói tâm ý cảnh giới hạnh tu thành đạo, chuyển pháp luân, cho đến thị hiện vào bát niết bàn, thấy nghe gần gũi sinh ra căn lành. Các việc như vậy xin Ngài hãy nói.